rí. À, sóng biển dập dò dập dò. Tắm biển mà cưỡng ép thôi nè, tắm biển mà cưỡng ép nè, lo xuống luôn rồi. Cưỡng ép đi tắm biển. Chỗ này nó có mấy cái bãi đá. Đây là chiều nay. Giờ này là 3:30.
rồi. Hai cha con và biển cả. Nhiều người tới xa hơn đó mọi người. Mấy người kia công nhận gan ghê, tuốt còn xa luôn kìa. Chà Khoa nãy giờ uống được mấy ngụm nước muối rồi. Uống mấy ngụm nước muối rồi. Gì đó cá con xe đây dạ thế sao đâu rồi cát được không? Xe bước Tiền Thành nè. Yeah.
còn nhóc mình sẽ gì ác sĩ ơi, ác sĩ ơi, nắng quá mọi người ơi, còn nắng quá. Nắng chập cái thối lùi. Trái tim được xây trên cát, đi đi nhờ bãi biển, đi khắp bãi biển thấy những trái tim nhóc hết đó. Bắt đầu giờ này là 4 giờ chiều nên nó đông lên nè mọi người. Đông quá chừng luôn. Dọc đây trái tim này là gì đây? Mia Gin mía ghim, mía ghim. Đọc hồi là bảy thời chú quýnh à, lấy tài sản của mình. Mối sang được gì à mối? Ông sấy gì được rồi? Đấy hả? Giống quá. Giống nước sập quá. Dần xíu sập. Dần nước sập xây nước sập. Còn đây là gì đây? Một bàn chân to. Đang xây bức tường thành đó hả? Xe tiếp kìa, lên. Để xe tiếp con rồi lên. Đá này đẹp không? Đá này đẹp không? Mình đi đụng đá nha bà con. Làm được hai cục đá không? Hai người xây đi một hồi mình quay lại mình coi tác phẩm của hai người nha. Mình đi đụng đá nha mọi người. Khoan cho ngọn cái nhất. Biển ở đây còn rất là hoang sơ các bạn và rất là sạch luôn, nước trong xanh, không có rác, đá là tự nhiên, đặc biệt là có bãi đá bảy màu. Đó, bãi đá bảy màu là ngay sau lưng của mình đây. Đây là bãi đá bảy màu, đây mình quay cận lại cho các bạn thấy đây. Đó, rất là nhiều màu luôn nè, vàng xanh đỏ. Đây, đá này là cấm lấy nữa các bạn, không cho lấy, có các bạn này cắm lấy đá đó. Đó là những bãi đá và thằng kia cũng có một bãi tắm, thằng kia cũng rất là đông luôn đó, tắm bãi mà nói là đông luôn. Bãi biển ở đây còn rất là quang sơ cho nên là rất là sạch đó. Tắm biển rất là đã luôn, sống sống rất là nhiều, sống ập ập nó sống gì vào gì vào.
Hiện nay là thứ bảy cuối tuần nên khách cũng đi đông. Bãi biển rất là sạch, đồ ăn cũng rất là bình dân các bạn. Đồ ăn ly nước mía 10.000. Có món ăn vặt, bánh tráng, chấm bánh guốc 10.000. Hột gà nướng, xúc xích nướng, xúc chiên. Đặc biệt là thích nhất là cái bãi biển rất là sạch, nước rất là trong luôn. Ba và mẹ của ba đang ấy, đang đi gì, đang đi lụm đá. Nhiều luôn. Đây là nguyên một đoàn mới tới đây, nguyên đoàn du lịch nó mới tới. Bãi biển này cũng rộng lắm, cũng gần cả cái km à. Tính từ đằng cái góc đá đằng kia cho tới cái góc đá đằng này các bạn, chắc có khoảng là hơn khoảng 2 km luôn bãi biển đó, tới cái bãi cái lần cặp cảm đá nhô ra đó à, từ lúc đó tắm dài dài lần này luôn. Đằng kia thấy rất là đông luôn, nó càng về chiều thì khách càng đông các bạn. Tại trời mát mà xuống đi tắm biển nhiều, nhắc nãy mình tới thì chắc chưa còn nắng nên là khách chưa có, bây giờ rất là đông luôn nè. Khách đang đổ về dập dìu từng đoàn một. Bãi đá lúc mình xuống á nó trơn, mình đi nó cái nó chạc chạy chạc nó khó đi.